Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tôi Yêu Việt Nam. Thì hôm nay tiếp tiếp tục với chuyên mục về cây cảnh thì giới thiệu cho mọi người là vườn hồng đào cổ nhá. Thì hôm trước có một chị có hỏi rằng là em có biết cái loài hoa nào mà hoa nó hồng hồng không? Thì hôm nay em trả lời giúp chị, đây là loài hoa đó, chính là loài hoa hồng đào cổ nhá. Một trong các cái loài hoa mà em ưa thích nhất gồm có là hồng đào cổ này, hồng điều cổ này, hồng Sapa và hồng bạch xếp và hồng bạch ho, một trong các loại hoa mà rất là sai, nó thích hợp được với cái điều kiện nhiệt độ của Việt Nam. Đấy, đây, đây là nụ của nó này, đấy nụ này, đây là hoa này, trong này là cả một vườn luôn. Cái vườn này nó đang là lúc đẹp nhất nhá, đây nó đang nở này, đây, đấy nó hồng hồng đấy chị nhá, đấy. Thứ hai là nó rất là nhiều hoa này, đấy, đây, đây là nụ này, còn đây là chớm lở này, đây, đấy. Đây là chớm lở lở rồi này. Đấy, đây là bắt đầu tàn, đây là bắt đầu chớm lở này. Đấy, rất là nhiều lụ luôn. Đấy. Và trong một cái cây này thôi nó phải 200 bông. Nếu mà để từ lúc nở mà đến lúc tàn mà cái cây này nó phải rơi tầm độ 15 cho đến 20 hôm mới tàn được hết cái cây này. Đấy đây. Đấy rất là đẹp luôn. Đấy. Đây là hồng đào này. Đấy. Thì có một khi mà em giao cây cho các bác ấy thì có bảo là sao lại lụ loại bé như thế này. Đấy, đây đây lụ bé này. Mọi người hình dung ra chưa? Đây đây là cái lụ của nó này. Đây là lở này, chớm lở này. Đây là lở này. Đây cũng là lở này. Đấy hồng chưa? Thì là lúc mà giao cây cho mọi người ấy, thì là thường giao những cái cây mà nó chỉ đang nụ thôi. Thứ nhất là gì? Mình vận chuyển nó dễ này. Thứ hai là trong cái quá trình vận chuyển nó rất nó vẫn đang còn ở trong cái lụ như này thì nó không bị nát. Đấy. Và nó không bị xước những cái bông hoa. Nếu mà giao cho mọi người những cái hoa này trong cái quá trình vận chuyển rồi là đường xá rồi là hay là nó sóc ấy thì có thể rằng là nó sẽ làm cho cái bông hoa nó bị dập hoặc bị nát. Đấy. Thế nên đây là cũng trả lời luôn cho các bác rằng là tại sao mà hoa lại bé nhá. Bấy đấy nó mới đang là lụ thôi. Còn nó nở đây này, đấy nó nở này, đây là nụ này, đây là lở này. Đấy cái vườn này rất là đẹp này. Đấy, khá là cao, cái vườn này nó rơi trên 2 mét. Bởi vì em đã rơi vào tầm 1 mét 7 rồi, nó còn cao ngập đầu. Đấy, mỗi một cái nó thành hồng đào cổ nó cứ thành từng chùm một này, từng chùm một này. Đấy, thành từng chùm một này. Mọi người hình dung ra chưa ạ? Đây, nở đây. Mùi thơm của hồng đào nó rất là thơm nhá. Em có... mình có cảm giác rằng là cái hoa hồng đào cổ này với cả hoa hồng nhung nhá, nó rất là thơm. Hai cái mùi hương này có cái độ nó na lá giống nhau. Đấy. Có thể là nó cứ như kiểu chị em ấy nhá. Kiểu chị em ấy, hồng đào cổ với cả hồng nhung ấy, mùi hương nó khá là giống nhau. Còn ông này, ông bạn này là ông bạn đang là hồng cổ Sapa này. Đấy, cũng đang rất là nhiều lụ này. Cổ Sapa này, hồng đào cổ này với cả hồng cổ Sapa này đều là hồng theo những gì em tìm hiểu được ở trên Google nhá, hay trên mạng nhá, thì là hai ông này là đều là hoa hồng ngoại đấy, đều là hoa hồng ngoại đấy. Và thường thường những hoa hồng ngoại ấy, và nó có hoa hồng ngoại thì là ngày xưa ấy, cổ ngày xưa ấy, thì thường là được người Pháp người ta mang sang Việt Nam, bởi vì người Pháp đô hộ Việt Nam mà. Đô hộ Việt Nam nên là người ta mang rất nhiều thứ sang Việt Nam. Ví dụ như là hoa giấy này. Hoa giấy này, đấy, đây đây là hồng bạch ho. Bạch ho. Bạch ho thì cái lá, cái bông của nó to hơn. Cái lá nó to hơn và trong khi đó là nó hay có cái độ rủ xuống này. Đây nó có rủ xuống như này chứ nó không chổng lên như là hoa, nó chổng lên như là hoa hồng bạch xếp. Đây to đẹp chưa? Thì ý nghĩa của các loài hồng và cái công dụng của loài hồng là gì? Thì thường thường các cái loài hoa hoa hồng ấy thường là để là làm cảnh thôi. Cái thứ hai rằng là nó tạo thêm cái không gian trong gia đình có cái cây xanh. Mọi người có thể hình dung là trong gia đình mình có một cây hoa hồng đào cổ mà nó to và nhiều hoa như này thì có phải là tự khắc là chúng ta có thêm những cái niềm vui không? Hay là có thêm những cái khi mà mình ngắm nó thì cái tâm trí của mình hay là cái tình cảm này hay là cảm xúc, chính xác hơn là cảm xúc của mình nó sẽ thư thái và thoải mái hơn. Ngày chủ nhật mà được ngắm một cái cây hồng mà nhiều màu sắc như
hồng đào mà nhiều hoa nhiều lũ này có phải là thoải mái hơn không, trong những cái thời gian mà làm việc nó khá là stress hay là áp lực về công việc đấy. Đây, đây đang nở này. Đây, cái bông này rất là đẹp này. Iu, thơm lắm. Loại này thơm lắm. Thơm, thơm lắm. Đấy, đây này. Đây này, cũng đang nở này. Đây rất là nhiều bông luôn. Đây này, đây một, đây đây nó đang chớm nở nhá. Đây là lụ này. Đấy, tại sao nó bé này? Nó bé đã nở đâu? Đây là chưa nở này. Đấy, còn đây là đang nở này. Đang là lụ này, còn đây là nở này. Đấy, nhìn rất là đẹp này. Rung rung phát nhá, rung rung phát. Đấy, nhiều chưa? Thơm lắm. Vặt luôn một bông này. Thơm lắm. Úi giời. Cái này mà để cho các chị em mà chụp ảnh đi thì thôi. Không còn gì mà để nói cả. Anh nào mà chưa có người yêu thì tặng, tặng cho người yêu cái cây này thì yêu luôn. Đang sứt mẻ trong tình cảm gia đình vợ chồng thì tặng một cây này phát là hàn gắn luôn. Quá đẹp luôn. Đấy. Thì hôm nay hôm nay là đây trả lời một chị ở trên YouTube nhá, rằng là loài hoa nào mà có hồng hồng, đây là loài hoa hồng đấy chị nhá, hồng này người ta gọi là hồng đào cổ nhá, đấy rất là đẹp này, đấy đây đây này, đây như cây này đẹp này, như cây này đẹp này, giờ rất là nhiều hoa luôn. Thì mọi người có muốn mình làm về nội dung cây cảnh gì hay là muốn làm về loài hoa gì thì có thể để lại phần bình luận. Và nếu mà muốn mua hoa hồng đào cổ thì nếu mà trực tiếp mọi người cứ về làng hoa Xuân Quan Văn Giang Hưng Yên này, mình còn muốn cho cả cái đất nước Việt Nam biết rằng ở đây là làng nghề cơ. Đôi khi có nhiều người còn chưa biết ở đây nó có là cái làng nghề cây cảnh, để mọi người về đây mua cho các bác nông dân này. Đấy. Còn nếu mà tin tưởng thì có thể là liên hệ trực tiếp với mình. Mình sẽ đưa mọi người tới tới đây, hay là mình sẽ gửi cây cho mọi người nhé. Đấy. Thì video này cũng khá là dài rồi. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào mọi người nhé. Đây hoa hồng đào cổ này. Quá đẹp luôn. Chào mọi người nhá. Hoa đây. Đi quay này mà nhìn nhìn thấy ở đây là cũng nó có cái cảm xúc rất là thoải mái rồi này.